Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là Hoa Kỳ phát hiện ra một chiếc máy bay của Nga bay trong vòng gọi là vùng nhận dạng phòng không ở tiểu bang Alaska. Bản tin mới nhất cho biết thì trung tâm chỉ huy lực lượng phòng không của Hoa Kỳ tại phía Bắc Mỹ gọi là NORAD đã phát hiện và ít nhất là bốn chiếc máy bay quân sự của Nga đang thực hiện trong cái cuộc Khu vực được xem là vùng nhận dạng phòng không tại Alaska vào ngày thứ ba theo tường trình một bản statement, các chiếc máy bay của Nga vẫn nằm trong hải phận và không phận của quốc tế. Tuy nhiên, thì họ không có xâm nhập vào không phận và hải phận chủ quyền của Hoa Kỳ và Canada. Các hoạt động của Nga tại Alaska ở vùng nhận dạng phòng không này vẫn không mang tới một sự đe dọa nào bản statement cho biết như trên và vùng nhận dạng phòng không này được biết là 150 dặm từ cái bờ biển của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ yêu cầu tất cả những cái máy bay nào mà bay vào vùng nhận dạng phòng công phải xác nhận cái uh, lai lịch của họ và trung tâm chỉ huy NORAD cho biết họ đã phát hiện những chiếc máy bay này đang uh, hoạt động uh, trong đó họ đã phát hiện qua hệ thống vệ tinh và kể cả cái dàn phòng không dưới mặt đất cũng như là các hệ thống radar theo từng trình cho biết và họ nói rằng họ đã theo dõi sát những chiếc máy bay này Bộ Quốc phòng của Nga đưa ra một bản thông cáo báo chí là trong một cái cuộc huấn luyện à, được xem là với các cái bomber được xem là có tầm xa ở trên vùng biển Bắc Cực và có thể sẽ có một số những chiếc bomber tức là những chiếc quanh tạc cơ của nga đã được phát hiện khi mà xâm nhập vào cái khu vực vùng nhận dạng phòng không này trong đó gồm có hai chiếc tu-160 được xem là những cái quanh tạc cơ có những cái hỏa tiễn chiến lược mà đang hoạt động ở khu vực bắc cực à, và trong đó họ đã nhận ra trong vòng 10 giờ đồng hồ đây được xem là một trong những cái phát hiện mới nhất mà trung tâm chỉ huy của hoa kỳ ở tại vùng bắc mỹ đã đưa ra và họ nói rằng sau đó thì những chiếc máy bay này đã rời khỏi vùng nhận dạng phòng không vùng nhận dạng phòng không tức là nằm ở trong cái vùng mà không nằm trong hải phận của hoa kỳ và canada tuy nhiên những máy bay nào mà bay vào vùng nhận dạng phòng không này là phải có trách nhiệm thông báo cho biết là họ là máy bay ở nước nào và có nhiệm vụ gì nếu như không thì à, lực lượng hoa kỳ có thể sẽ khai triển tất cả những cái à, gian phòng thủ để mà có thể à, bắn rơi những cái mục tiêu này nếu như mà không rõ ràng trong cái việc mà họ xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ của nga ngày hôm nay <laughs> <laughs> và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay tìm kiếm và cấp cứu để săn lùng tất ít nhất là 5 binh sĩ trên một chiếc trực thăng của thủy quân lục chiến. California vẫn tiếp tục cho tìm kiếm và đã huy động rất nhiều những binh sĩ và những người khác trong việc mà tìm kiếm à, các à, binh sĩ trên chiếc à, trực thăng của lực lượng thủy quân lục chiến gọi là cs 53 i e à, super stallion sau khi mà chiếc à, này đã gặp nạn ở tại bờ biển san diego theo tường trình của cái à, lực lượng thủy quân lục chiến trú đóng tại myanmar cho biết như trên và chiếc trực thăng này đã bị à, quá tải theo tường trình cho biết hiện nay đã bị mất tích theo bảo, bản báo cáo của đài abc và chiếc à, máy bay trực thăng này đã rời khỏi cái căn cứ quân sự của tên là chris Air Force ở gần ở Las Vegas và đang trên đường bay tới Mirama ở tại Senegal và cái cơ quan kiểm soát về dân sự ở trên không của Senegal cho biết là họ đã không nhận ra được chiếc máy bay của thủy quân lục chiến này đã biến mất vào khoảng 1 giờ 50 phút sáng theo tường trình của ABC và hiện nay trên chiếc trực thăng này có năm binh sĩ thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ và đã mất tích và hiện nay thì California đã huy động tất cả những nhân viên cứu hỏa, nhân viên công lực và kể cả những vệ binh của quốc gia để có thể truy tìm, tìm cái sự mất tích của chiếc trực thăng này cùng với năm binh sĩ trên trực thăng đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay Bộ trưởng quốc phòng Lloyd Austin đồng ý ra điều trần trước Ủy ban Quân sự của Hạ viện trong việc mà ông ta đã vào trong bệnh viện. Mã tin mới nhất cho biết thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Lloyd Austin sẽ có cuộc điều trần trước bị quỹ ban quân sự của Hạ viện vào ngày 29 tây tháng 2 về việc thời gian gần đây ông ta đã vào trong bệnh viện để điều trị và giải phẫu bệnh gọi là cancer tiến tuyền liệt mà trong đó ông ta đã không thông báo cho ông tổng thống Joe Biden và quốc hội biết vài ngày sau khi mà ông ta vào bệnh viện và vị bộ trưởng quốc phòng này đã quay trở lại làm việc từ hồi tuần trước sau khi mà ông ta đã có một tháng, gần một tháng qua vắng mặt ở ngũ giác đài trong đó bao gồm một loạt những cái ngày mà ông ta đã được chuyển tới một cái uh, bệnh viện cũng như là tạm thời giao cái quyền của ông ta lại cho thứ trưởng bộ quốc phòng là Kathleen Hitch. và phía bộ trưởng quốc phòng nói rằng là thời gian gần đây ông ta đã có triệu chứng về bệnh uh, ung thư tiến tiền liệt ông ta đã vào bệnh viện vào ngày 22 tây tháng 12 và điều trị. Tuy nhiên sau đó một tây tháng 1 năm 2024, ông ta đã phải quay trở lại bệnh viện và giải phẫu và cho tới ngày 4 tây thì tòa Bạch Ốc mới nhận được thông báo này. Việc này dẫn tới tình trạng thiếu minh bạch của ngũ giác đài và của Bộ Quốc phòng và dẫn tới việc mà Ủy ban quân sự tại Hạ viện của Hoa Kỳ đã cho mời ông tình nguyện ra điều trần về việc mà ông đã không thông báo cho phía tòa Bạch Ốc hay Quốc hội biết về tình trạng sức khỏe của ông. Đây được xem là một trong những cái cuộc giám sát của Hạ viện đối với những nhân vật ở trong cái nội các của Joe Biden khi mà họ đã không có sự minh bạch về tình trạng sức khỏe của họ trong khi mà họ đang nắm những cái vị trí quan trọng trong nội các của Joe Biden đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay công ty Meta đã bắt đầu gán nhãn cho những hình ảnh được tạo ra bởi AI trước cuộc bầu cử năm 2024 bản tin mới nhất cho biết công ty Meta tức là công ty mẹ của công ty Facebook sẽ bắt đầu treo cờ cho những hình ảnh nào được tạo ra bằng hệ thống AI, tức là trí tuệ nhân tạo, ở một số công ty mà đã tung lên các quảng cáo trong cái mùa bầu cử năm 2024. Nick Clash được xem là Tổng Giám đốc đặc trách về toàn cầu của công ty Meta, loan báo vào ngày thứ ba, những hình ảnh nào được tạo ra bởi các công cụ của AI sẽ được công khai ở trên Facebook, Instagram và trên Threads sẽ được dán nhãn và sẽ được gắn cờ rất rõ ràng cho tất cả những cái ngôn ngữ ở trên cái trang này và có những cái sự khác biệt giữa con người và những cái nội dung do AI tạo ra và quý vị phải rõ ràng và không thể để cho tình trạng mà gây nhiễu thông tin diễn ra. Đó là lời phát biểu của Clash đã viết trên trang Blackspot và những người dân và những người sử dụng phải hiểu rõ là cái việc mà tạo ra từ những công cụ của AI cần phải được thông báo và cần phải minh bạch trong cái kỹ thuật mới này và điều này sẽ giúp chúng tôi và giúp cho mọi người có thể có được một cái không gian sạch sẽ hơn trên mạng xã hội tránh những thông tin bị nhiễu và những hình ảnh của AI sẽ được pha gắn nhãn và gắn cờ là image with AI tức là hình ảnh đã được tạo ra bởi công cụ của cái gọi là trí tuệ nhân tạo đây được xem là một trong những cái chính sách mới nhất của công ty Meta đưa ra Trước khi mà có cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ vào tháng 11 sắp tớ tới đây, với những đồn đoán cho rằng AI sẽ đóng một công đóng một cái vai trò rất quan trọng để mà gây ảnh hưởng kết quả bầu cử hoặc là thay đổi kết quả bầu cử hoặc ảnh hưởng tới cử tri trong mùa bầu cử năm nay. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. <laughs> và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay nữ tài tử Carano đã lên tiếng và cho biết cô đã khởi kiện công ty Disney và và trong đó gần như là đã bị loại trừ ra khỏi cái uh, series của đoạn phim gọi là Madalorian mà trong đó do George Lucas là người đạo diễn và loại trừ cô ra và việc mà khởi kiện này đã được sự hậu thuẫn của ông chủ công ty platform X. Bản tin mới nhất cho biết một cựu võ nữ võ sĩ của MMA là Gina Carano À, là cựu ngôi sao của, của cái phim gọi là The Maradonian à, đã bắt đầu có một cái đơn kiện chính thức nhắm vào công ty Disney và Lucas phim của ông George Lucas cáo buộc là có hành động phân biệt đối xử và à, loại trừ cô một cách sai lạc và cái cuộc chiến pháp lý này đã xung quanh việc mà cô đã bị à, loại ra tất cả những cái series của Disney và Lucas phim sau khi cô có những lời phát biểu được xem là bảo thủ ở trên à, mạng xã hội và Carona Carano trong đơn kiện à, ở tại cái một cái tòa án liên bang ở California vào ngày thứ ba nói rằng việc mà loại trừ cô ra rõ ràng là có hành động bức hại về những cái quan điểm bảo thủ của cô ở trên mạng xã hội và đơn kiện này đã được cung cấp nguồn ngân quỹ bởi ông Elon Musk tổng giám đốc điều hành của công ty Platform X và nói rằng ông rất hân hạnh để hỗ trợ cho những cá nhân nào đã bị phân biệt đối xử trong việc mà quyền tự do ngôn luận của họ trên mạng điện tử đã bị kiềm chế và cô đang tìm kiếm một cái giải pháp pháp lý để mà kiện công ty Lucasfilm trong đó bao gồm luôn cái thiệt hại cho hình ảnh của cô cũng như thiệt hại cho tài chính của cô. Bản tin mới nhất cho biết thì Joe Bernard Roche được xem là lãnh đạo về điều hành thương mại của công ty Platform X đã lên tiếng đoan chắc rằng là cái Platform X là nơi có quyền tự do ngôn luận và chúng tôi rất hân hạnh cung cấp nguồn hỗ trợ tài chính cho Gina Carano trong đơn kiện của cô và trong đó giúp cho cô bảo vệ cái quyền tự do ngôn luận của mình. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển diễn ra sau khi mà năm 2021 Lucasfilm đã loan báo là cô Carano đã rời khỏi cái series phim có tên gọi là The, Mala, The Mandalorian và trong đó họ nói rằng là cô đã có những cái uh, uh, hoạt động khác. Tuy nhiên thì uh, việc này diễn ra sau khi cô có những cái uh, tuyên bố về chính trị ở trên mạng xã hội, trong đó bao gồm luôn việc mà buộc chích chủng ngừa và kể cả tính chất minh bạch của cuộc bầu cử năm 2020. Việc này dẫn tới công ty Disney và George, và George Lucas, tức là đạo diễn của cuốn phim này và cũng là cả Lucas phim đã loại trừ cô ngay lập tức. Đây được xem là một cái đơn kiện hứa hẹn là sẽ có nhiều tranh cãi trong việc mà công ty Disney và Lucas phim được xem là một trong những công ty hai công ty giải trí có cái khuynh hướng chính trị khuynh tả cực cực tả và trong đó họ sẵn sàng loại trừ bất kỳ ai có khuynh hướng bảo thủ làm việc với họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cái dự luật riêng biệt hỗ trợ cho Do Thái đã thất bại không đạt được 2 phần 3 khối phiếu ở trên sàn Hạ Viện. Và xem như là đây là một nỗ lực thất bại mới nhất của các thành viên ở Hạ Viện ủng hộ cho Do Thái. Hạ Viện đã thất bại trong một cái dự luật riêng biệt ngày 6 tây tháng 2 trong đó là chi ra khoảng 17.6 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ cho Do Thái sau khi mà có cuộc đối đầu với nhóm khủng bố Hamas. Cuộc bỏ phiếu là 250 trên 180, tức là 250 phiếu thuận, 180 phiếu chống và nó đã không hội tủ đúc số, túc số là 2 phần 3 của Hạ Viện để thông qua dự luật này theo cái yêu cầu. Bởi vì trên sàn Hạ Viện quy tắc nếu đưa ra một cái dự luật khẩn cấp nào đó về tài chánh thì nó đòi hỏi phải có 2 phần 3 khối phiếu tại Hạ Viện mới được thông qua. Thì quý vị, trong cái cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay thì 250 phiếu thuận, 180 phiếu chống đã không hội tụ đủ 2 phần 3 khối phiếu tại Hạ Viện. Và trong đó thì 203 thành viên của Đảng Cộng Hòa, 46 thành viên của Đảng Nhân Chủ đã bỏ phiếu cho dự luật này. Trong khi ngược lại, 166 thành viên của Đảng Nhân Chủ và 14 thành viên của Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu chống lại cái dự luật này và kể cả nó được thông qua thì dự luật này có thể sẽ đối diện với một cái tương lai mờ mịt ở trên sàn thượng viện do Đảng dân chủ kiểm soát và trong đó ông Joe Biden tuyên bố ông ta sẽ phủ quyết cái dự luật này. Dự luật này 18 trang trong đó là sẽ không có giới hạn với 4 tỷ mỹ kim cung cấp tròn cho phía của gọi là Iron Dome tức là cái dàn phòng thủ cho phía của Do Thái cùng với một cái dàn phòng thủ có tên gọi là uh, Sling Defense System trị giá 1.2 tỷ Kim uh, cho cái dàn gọi là Iron Beam Defense System và việc này diễn ra giữa lúc mà phía Do Thái đang có những hành động quân sự ở tại giải Gaza kể từ ngày 7 tháng 10, nơi mà họ đang tìm cách loại trừ nhóm Hamas đang tìm cách tấn công họ. Đây được xem là một trong những thất bại mới nhất của Hạ viện khi không thông qua được một cái dự luật mà trong đó đòi hỏi tới 2 phần 3 khối phiếu ở tại sàn Hạ viện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, chủ tịch khối đa số tại thượng viện đã à, thúc đẩy cái việc bỏ phiếu cho cái dự luật về biên giới mà trong đó gần như đã bị à, phản đối rất mạnh từ phía Đảng Cộng hòa. Chủ tịch khối đa số tại thượng viện là ông Chuck Schumer dự tính là sẽ thúc đẩy cuộc bỏ phiếu vào ngày hôm nay thứ tư giữa lúc mà đang có những cái khuynh hướng bác bỏ cái dự luật này trong đó cho phép là cung cấp nguồn ngân sách cho cả do thái lẫn ukraine và kể cả tăng nguồn ngân sách cho vấn đề an ninh biên giới vốn đã bị phản đối mạnh mẽ bởi các thành viên của đảng cộng hòa và một số thành viên của đảng dân chủ theo tương trình của đài nbc thì một phụ tá của sàn thượng viện đã báo cáo rằng ông chất summer đã nói với các thành viên đảng dân chủ vào sáng sớm hôm nay thứ tư ông dự tính sẽ tiếp tục thúc đẩy cái dự luật này vào chiều ngày hôm nay tuy nhiên để có thể có được khối phiếu cần thiết và được chấp thuận thì nó sẽ được bỏ phiếu trong tuần này và trong đó thì bao gồm luôn cả cái ngân sách hỗ trợ cho Đài Loan và việc bỏ phiếu này gần như là đang bị gặp bế tắc sau khi có nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa tại thượng viện lẫn hạ viện phản đối cái dự luật ngân sách này trong đó thì chủ tịch khối thiểu số là ông Mitch McConnell người trước đây đã từng ủng hộ cho cái dự luật này trị giá 118 tỷ Mỹ kim và đang đối diện với sự phản đối mạnh mẽ của cựu Tổng thống Trump và rất nhiều thành viên của Đảng Cộng Hòa tại thượng viện trong ngày thứ ba nói rằng ông ta ủng hộ cho dự luật tuy nhiên ông ta sẽ không bao gồm cái quan điểm về biên giới và trong một phần này thì họ rõ ràng có sự quan trọng Ukraine do Thái và Đài Loan ông McConnell đã phát biểu như trên và trong đó thì ông nói rằng có lẽ dự luật này sẽ không còn sinh sống nổi nếu mà nó đưa vào trong sàn thượng viện đó là một trong những cái uh, chi tiết mới nhất vào cuộc bỏ phiếu có thể diễn ra vào ngày hôm nay đó là bản tin liên quan tới tình hình Hoa Kỳ Cùng một lượt thì Thượng nghị sĩ Rick Katz đã lên tiếng và nói rằng việc mà đưa ra cái dự luật về biên giới sẽ không được chấp nhận. Dự luật được đàm phán bởi các thượng nghị sĩ của Cộng hòa và Dân chủ sẽ không được phép chấp nhận sau khi mà nó đã được hỗ trợ bởi ông Biden trong đó bao gồm nguồn ngân sách hỗ trợ cho các đồng minh của Hoa Kỳ ở tại Ukraine và Do Thái, theo tường trình của thượng nghị sĩ Pete Ricketts đã nói trên đài truyền hình vào ngày thứ Tư. Trong khi đó, thì ông chủ tịch khối đa số là ông Chuck Schumer đang thúc đẩy chương trình này chúng ta phải chắc chắn rằng là chúng ta giúp cho ukraine vũ khí họ cần phải tiếp tục trong cuộc giao tranh với nga à, vị thượng nghị sĩ của tiểu bang này praska cho biết như trên tuy nhiên thì chúng ta cần phải biết rõ nó có thể sẽ có tiềm năng trở thành một cái à, đệ tam thế chiến nếu như mà chúng ta không kiểm soát Putin là một kẻ độc tài chúng ta đã nhìn thấy được những gì xảy ra ở đệ nhị thế chiến khi mà Adolf Hitler đã thực hiện cái chính sách độc tài của ông ta chúng ta không ngăn chặn Putin ở trong cái cuộc chiến tại Ukraine ông ta sẽ xâm lăng các quốc gia ở vùng biển baltic và đó sẽ là một đệ tam thế chiến và để làm điều này thì đệ tam thế chiến sẽ còn cái giá trả còn đắt hơn, trong đó là lời phát biểu của ông. Tuy nhiên, ông nói rằng là cái dự luật này nó không có đầy đủ tất cả mọi thứ trong cái vấn đề gọi là an ninh biên giới của Hoa Kỳ và ông nói rằng là việc này cần phải được thảo luận lại trong vấn đề gọi là đối phó với cuộc chiến tại Ukraine. Đồng thời ông cho biết là cái cuộc tấn công của do thái tại Hamas cũng cần phải duyệt xét lại, trong đó ông muốn rằng không có một cái đồng tiền nào của Hoa Kỳ cung cấp cho cái cơ quan cứu trợ người tị nạn của liên hiệp quốc à, dành cho người palestine sau khi mà có một số nhân viên của tổ chức này đã hỗ trợ và can dự trực tiếp vào cuộc tấn công trên lãnh thổ do thái đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay bà Holly tuyên bố vẫn tiếp tục theo đuổi cái cuộc tranh cử của bà ta mặc dù bà bị thua một cách xấu hổ ở tại tiểu bang Nevada bản tin mới nhất từ hãng thông tấn Reuters cho biết thì bà Nikki Haley và chiến dịch tranh cử của bà ngày thứ tư tuyên bố là bà ta vẫn tiếp tục duy trì cuộc tranh cử sơ bộ của bà ta. Bất kể ở tại tiểu bang Nevada có tên bà ta trên phiếu bầu, nhưng bà ta đã bị đánh bại bởi các cử tri và họ không điền tên của bà ta ở trong cái lá phiếu bầu. Ngược lại, họ lại hỗ trợ cho cái caucus, tức là cái cuộc họp kín của đảng Cộng Hòa ở tại Nevada. Bà Holly đã thua trong cái cuộc bỏ phiếu kín của đảng Cộng Hòa ở tại Nevada vào ngày thứ ba, mặc dù rằng tên của bà nằm trên phiếu bầu, bà chỉ nhận được khoảng 31%, trong khi đó 63% đều đề cái chữ là none of this candidate, tức là họ không bầu cho một người nào trong cái lá phiếu sơ bộ của tiểu bang này. Và không có một đoàn đại biểu nào là có mặt trong cuộc bầu cử sơ bộ này. Và gần như họ đề cử cho ông Trump và tổng cộng ở Nevada là có 26 đại biểu đoàn của Đảng Cộng Hòa là sẽ endorse cho ông Trump và điều này cho thấy bà Nikki Haley đã thất bại tại tiểu bang Nevada. Olivia Beres Cuba được xem là một trong những phát ngôn viên của bà Holly đã lên tiếng và nói rằng đây chưa phải là kết quả sau cùng sau khi mà ông Trump đã liên tục thắng bà trong ba tiểu bang Iowa, New Hampshire và Nevada. Và bây giờ thì họ bắt đầu dốc toàn lực cho cuộc tranh cử sơ bộ ở tại tiểu bang New South Carolina nơi mà được xem là quê nhà của bà à, Nikki Haley. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay cựu tổng thống trump đã được chấp thuận cái lá phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang new york bản tin mới nhất cho biết thì quỹ ban đặc trách về bầu cử ở new york đã quyết định là vẫn duy trì cái tên của tổng thống trump trên lá phiếu bầu mặc dù thượng nghị sĩ của tiểu bang này đã đe dọa là sẽ thách thức cái quyết định trên trên tòa án hai thành viên của Đảng Cộng hòa tại new cái ủy ban đặc trách về bầu cử của new york gọi tắt là BOE đã nói rằng quyết định này là rất là rõ ràng và cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 6 tây tháng 1 trong cuộc gặp ở tại Armani trong đó là tổng thống Trump sẽ có tên trên lá phiếu bầu năm 2024 BOE đã đưa ra quyết định này giữa hai tiểu bang À, ngược lại với tiểu bang Maine và Colorado, nơi mà tên Tổng thống Trump đang bị họ giới hạn trong cuộc bầu cử sơ bộ dựa trên cái tu chính án số 14 và nói rằng ông là người gây ra tình trạng nổi loạn. Và cả hai tiểu bang này cũng đã bị ngăn chặn sau khi mà cựu Tổng thống Trump đã nộp đơn lên tối cao pháp viện của Liên bang Hoa Kỳ để lắng nghe. Và ngày thứ ngày ngày mai 8 tây thì tối cao pháp viện sẽ lắng nghe cuộc điều trần của hai bên trước khi mà họ đưa ra quyết định tên tổng thống Trump có tên trên hai lá phiếu bầu của tiểu bang Maine và tiểu bang Colorado hay không? Tuy nhiên, thì các thành viên của đảng cộng hòa ở trong cái quỹ ban bầu cử tại tiểu bang New York cho biết là sau khi họp và quyết định cũng như bỏ phiếu, thì tên của cựu tổng thống Trump vẫn được ghi nhận là có ở trên lá phiếu bầu cử năm 2024 kể cả bầu cử xe bộ và kể cả bầu cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay có rất nhiều người sẵn sàng phục vụ cho ông Trump trong vai trò tổng thống trong nhiệm kỳ thứ hai. Đây là lời khẳng định của tổ chức Heritage Foundation. Không hề có tình trạng thiếu hụt các nhân vật bảo thủ trong đảng Cộng Hòa làm việc cho chính quyền trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump theo báo cáo của tờ The Hill cho biết, ông Trump vốn là người đứng đầu trong cuộc tranh cử năm 2024 và trong đó cuộc thăm dò trên toàn quốc cho thấy là vị cựu lãnh đạo này đã có cái cuộc dẫn đầu trong tất cả các cuộc tổng tuyển cử và kể cả cuộc bầu cử sơ bộ. À, trong đó, ông đã dẫn theo sát nút và theo Heritage Foundation à, đưa ra một cái dự án có tên gọi là Project 2025 Initiative, tức là sáng kiến năm 2025. À, cái dự án này, trong đó họ nói rằng họ đã chi ra 2 năm để xây dựng tất cả những cái uh, lai lịch của những người mà có thể đóng góp và được uh, thuê mướn hoặc là được uh, đưa vào làm trong chính quyền của ông Trump nếu ông trở thành tổng thống lần thứ hai, lần thứ hai. Paul Dan và Spencer Gresham là dẫn đầu cái nỗ lực này cho biết là họ có rất nhiều những nhân tuyển mặc dù rằng trước đây có một số người làm việc trong chính quyền của ông trump đã quay lưng lại và chống lại cựu tổng thống tuy nhiên ông có rất nhiều những ứng cử viên đầy đủ điều kiện để thay thế và là những người nỗ lực hơn với những ai làm việc cho ông trump trước đây và nói rằng và nó có những cái lời nói được xem là tiêu cực là quý vị sẽ hiểu có hàng trăm người khác đang làm việc cho ông ta và sẵn sàng làm việc cho ông ta và điều này Tòa Bạch Ốc sẽ có một cái không khí mới và họ sẽ có cái cơ hội làm việc và những người này nên tìm kiếm cơ hội quay trở lại làm việc cho ông Trump thay vì là họ chỉ trích. Đó là lời phát biểu của Brook Rowling, được xem là lãnh đạo của cái tổ chức có tên gọi là America First Policy Institute, được xem là một trong những đồng minh của cựu Tổng thống Trump đặc trách về chính sách đối nội. Và trong đó họ nêu danh một số người có thể đứng ở trong cái vai trò là Phó Tổng thống chung liên danh với ông Trump. Người đứng đầu mà họ nhắc tới là bà Alice Stefanik của Đảng Cộng Hòa ở tại New York và là Chủ tịch của Hội nghị Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện. Người thứ hai là Byron Donald, là dân biểu của Đảng Cộng Hòa ở tại <laughs> tiểu bang Florida. Người thứ ba là Thượng nghị sĩ Tim Scott của Đảng Cộng Hòa tại South Carolina. Và người thứ tư là Thống đốc của tiểu bang South Dakota là bà Kristi Noem, cùng với một số người khác là có khả năng trở thành à, vai trò phó tổng thống do ông Trump chọn lựa và trong đó thì à, ngoài ra thì à, một số những cái vị trí khác được biết là sẽ có rất nhiều những cái vị trí khá quan trọng trong đó bao gồm những người được xem là từng là ứng cử viên là Vivek Ramaswamy, bà Stephanie và cựu bộ trưởng Bộ Gia cư là Ben Carson cũng sẽ là những người nằm trong danh sách nội các của ông Trump và ông Kazan trong thời gian gần đây nói rằng ông và ông Trump đã có thể đã thảo luận về làm cách nào có thể cứu lại đất nước này. trong khi đó thì à, thống đốc của đảng cộng hòa của North Dakota là Doug Burgum, à, tuy rằng không có tìm kiếm cái cuộc tái tranh cử sẽ cùng với ông Ramaswamy và một số cựu ứng cử viên của đảng cộng hòa có thể sẽ đóng vai trò trong cái à, chính quyền à, sắp tới của ông Trump và nếu à, sau khi thắng tại Iowa vào tháng trước, ông Trump đã nói với các thông tin viên ông hy vọng là ông thống đốc của tiểu bang North Dakota là Burgum cũng sẽ là một người rất quan trọng nằm trong cái chính quyền của ông. Ngoài ra thì những người khác còn lại là cựu bộ trưởng tài chính Steve Mnuchin cùng với lại cựu bộ trưởng thương mại là Wilbur Ross cũng đã endorse cho ông Trump. Trong khi đó thì cựu chủ tịch hạ viện là Kevin McCarthy cũng có thể sẽ là người làm việc trong cái nội các của ông Trump tôi có thể làm và tôi sẽ khi mà tôi đã bắt đầu rời khỏi quốc hội và tôi muốn đóng góp cho đất nước bằng cách này cách khác tôi đã nói với tổng thống nhiều lần là chúng ta phải xây dựng tái lập và phải tiếp tục thúc đẩy đất nước chúng ta về phía trước đây là lời phát biểu của ông Kevin McCarthy cựu chủ tịch của hà viện đã đưa ra lời phát biểu như trên và đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay trước tình hình kinh tế đầy ảm đạm và khủng hoảng Cộng sản Hà Nội đã ra sức dùng tất cả những cái mạng lưới tuyên truyền của họ đưa những hình ảnh đón xuân ở tại Sài Gòn và một số nơi khác lên để quảng cáo cho cái hình ảnh này. Tuy nhiên thì trên thực tế gần như là những người dân đến tham dự những cái hội chợ hoa ở nhiều thành phố bao gồm luôn cái đường cái chợ hoa truyền thống trên đường Nguyễn Huệ chỉ đi ngắm và không mua gần như là họ không có tiền để mua tất cả những cái hoa năm nay đây được xem là một trong những cái uh, cuộc uh, gọi là quảng bá tuyên truyền trầm độ của hệ thống tuyên truyền đảng cộng sản gồm các tờ báo lớn trong đó thì uh, họ đã khoe những cái hình ảnh rất đông đúc người có mặt ở trong các cái uh, khu vực được xem là chợ hoa mang biểu tượng của cái Tết mới nhất năm nay là Tết con rồng và có nhiều hình ảnh rồng đã được xây dựng ở khắp các tỉnh thành để quảng bá lăng xê cho cái Tết năm nay tuy nhiên trên thực tế <laughs> người đi dự thì đông nhưng lại không có tiền để mà mua sắm và gần như họ chỉ đi ngắm và chụp hình selfie mà thôi. riêng tại tuy hòa ở phú yên thì có hàng trăm chậu hoa đã được trưng bày nhưng mà chỉ bán được có một vài chậu và hôm nay họ nói rằng đã là 28 tết và số lượng hoa bán được chỉ là đếm trên đầu ngón tay. trong đó thì một số những nơi khác đã cho biết rằng là họ không có được bán được một cái chậu hoa nào. cùng một lượt thì tình trạng quá tải ở tại sài gòn đã khiến cho phía hà nội phải đưa một loạt những chiếc máy bay không tức là máy bay không chở người vào Sài Gòn để chở rất nhiều những người Bắc ở Sài Gòn về Hà Nội hay về các tỉnh miền Bắc ăn Tết. Đây được xem là một à, trong những cái à, tin mới nhất mà trong đó 119 chuyến bay từ ở Hà Nội vào trong Sài Gòn hầu hết đều là máy bay trống và sau đó họ sẽ phải chở ít nhất là 135.000 người về ngoài Bắc ăn Tết. Trong đó thì à, theo thông báo cho biết là Việt Nam Airlines có 123 chuyến và 26.000 lượt khách. Vietjet có 110 chuyến và 23.500 lượt khách. Ngoài ra thì Bamboo Airways cũng có 30 chuyến là có khoảng 4.500 lượt khách được chở từ Sài Gòn về các tỉnh ngoài Bắc để ăn Tết là bởi vì gần như là ở đây ở ngoài không có ai gọi là đi từ ngoài Bắc vào Nam cả và các máy bay này đều bay trống và chở từ miền Nam ra miền Bắc thì đầy tất cả những cái chuyến bay. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay thì bốn à, người được mô tả là công dân của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã bị bắt ở nhật về tội ăn trộm quần áo ở nhiều cửa hàng bản tin mới nhất từ hãng thông tấn kyodo cho biết là có bốn công dân bị bắt giữ là công dân của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam gồm hai đàn ông và hai phụ nữ tuổi từ 30 tới 40 liên quan tới ít nhất là 67 vụ trộm cắp ở các cái cửa hàng ở tại Osaka và Fukuoka. Một trong bốn người bị bắt giữ theo báo chí Nhật cho biết người này trên cái passport của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nguyễn Hoàng Anh và họ đã đánh đánh cắp rất nhiều những món đồ mà trong đó thì phía Nhật cho biết là có tổng cộng là 5.237 món đồ bao gồm các quần áo các vật dụng trong cái chuyến mà họ gọi là đi du lịch Nhật Bản từ nhà tháng 12 năm 2018 cho tới tháng 10 năm 2023 và những người này được xem là những người mang cái passport cộng hòa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phạm tội ăn cắp nhiều lần tại nước Nhật và Nhật đã mở ra tất cả những cái cuộc điều tra và cuối cùng họ đã bắt giữ bốn người. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới công dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi đi du lịch nước ngoài vẫn không giấu được cái tánh trộm cắp của mình, thậm chí là họ không biết uh, là cái cách trả tiền tự động tại Nhật như thế nào. Họ lấy hàng, lấy đồ mà không trả tiền mà họ không biết rằng camera đã thu lại đầy đủ và họ đã bị bắt giữ. Đây được xem là một trong những cái uh, chi tiết mà đã bị uh, cư dân trên mạng gọi là chửi bới và nói rằng những kẻ này đang làm mất mặt người Việt Nam khi cầm cái passport Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra ngoài nước ngoài là đi ăn cắp, ăn trộm nhiều hơn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.